Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình soạn được mấy cái xác, hôm nay thanh lý tiếp 20 cái xác. Thì cũng nói với mọi người á, những cái máy này á, có cái mình test nó chạy, có cái mình test nó không chạy và có cái mình không có test luôn. Nhưng mà những cái máy này giá trị nó thấp á, nên thành ra là mình thanh lý trước. Tại vì cũng không có thời gian để đụng vô mấy cái máy này, bận làm những cái máy mà giá trị nó cao hơn. Ví dụ như những cái máy này á, mình phải tháo ra, bung vệ sinh, kiểm tra. Có những cái là mình không test luôn. Ví dụ như là những cái máy này nó sử dụng pin á, là mình cũng không test luôn đó, mà mình cũng không bung luôn nha mọi người. Nên là bây giờ là video này là mình bán xác, thì anh em đồng ý thì anh em mua, anh em không đồng ý anh em đừng nên mua. Rồi bây giờ đi vào những cái cây máy này. Những cây máy này á mình bán xác, anh em nên nhớ nha, mình bán xác, anh em về lấy linh kiện để sửa chữa chứ không khuyến khích anh em mua về sử dụng đó. Mình nói một điều á để anh em hiểu, chứ không là anh em nói mua về không sử dụng được. Rồi là cái cây số 1, Blade Decker đó, ngoại hình. Cây số 2 đây mọi người, nứt nè đó, nứt. Cây số 3, cây này cũ mọi người, nứt nè. Cây số 4 đây mọi người đó, cây này chưa có bị gì hết. Cây số 5, cây số 6, cây số 7, cây số 8, cây số 9, đầu không kẹt. Cây số 10, đầu không kẹt. Cây số 11, đầu không kẹt. Cây số 12, đầu không kẹt. Cây số 13, đầu không kẹt. Cây số 14, đầu không kẹt. Cây số 15, đầu kẹt. Cây số 16, đầu kẹt. Những cây đầu kẹt thì mọi người về tháo được thì tháo. Cây số 17, cây số 17 đầu kẹt. Cây số 18, đầu kẹt. Cây này có điều tóc. Cây số 19, đầu kẹt. Cây số 20, đầu kẹt. Thì mọi người nên nhớ, cái video này là video máy xác, mọi người quyết định thật kỹ trước khi quyết định mua hàng. Thì tầm 3 đến 5 tiếng sau mình sẽ đăng lên shop, và giá cả từng con thì mình sẽ đưa lên shop. Mọi người cứ lên shop rà vô con nào nó sẽ có giá con đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người thấy video hay á, thì cho mình một like, một subscribe. Hẹn mọi người trong những video lần sau.